chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Lâm Tâm Như vóc dáng thon gọn tại sự kiện. Diễn viên xứ đại tươi trẻ khi tham gia các hoạt động quảng bá cho bộ phim mới Ma Luân. Lâm Tâm Như góp mặt trong sự kiện giới thiệu phim mới Ma Luân và thu hút sự chú ý với bộ trang phục cách điệu giúp cô khoe vòng eo con kiến. Ngoài 30, nhưng ngôi sao xứ đại vẫn giữ được hình thể thon thả gọn gàng khiến không ít người ngưỡng mộ. Lâm Tâm Như tươi trẻ trong trang phục điệu đà. Thời gian này, cô đang bận rộn với công việc quảng bá phim mới. Trong ngày 29 tháng 6, Lâm Tâm Như dự buổi họp báo phim mới Ma Luân tại Thành Đô. Cô thay bộ trang phục phong cách cổ điển và rạng rỡ giao lưu với khán giả. Lâm Tâm Như tiết lộ, bộ phim mới của cô sẽ rất nhiều cảnh quay, khiến khán giả phải ngạt thở vì hồi hộp. Cô đào xứ đài giao lưu với khán giả. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.